vẫn là một phân khúc SUV, vẫn là một phân khúc 7 chỗ mà mang thương hiệu của Mỹ quý vị nha. Sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc về Thái Lan về Việt Nam, đó là một chiếc xe Ford Everest quý vị nha. Với bản Titanium 2 cầu thì chiếc xe với trang bị những option vô cùng là hiện đại mà vô cùng là trẻ trung quý vị nha, rất to cao quý vị nha. Lại ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, một chiếc xe toát lên những vẻ thanh lịch, vẻ đẹp và những sự sang trọng lịch sự của chiếc xe SUV 7 chỗ quý vị nhé. Mời quý vị cùng em Trường đi khám phá chiếc xe Ford Everest với bản Titanium 2 cầu, năm sản xuất 2021, xe lăn bánh được hơn 2 vạn km quý vị nhé, với nước sơn zin còn đến 95%. Thì như trước màn ảnh quý vị đang quan sát thì từ phần đầu xe thì mọi chi tiết góc cạnh là còn nguyên bản theo nhà sản xuất quý vị nha, và còn rất rất là mới, từ những cụm pha đèn hay là mọi chi tiết góc cạnh bên trên cho đến từ mặt ga lăng, mọi cái là còn quá hoàn hảo và rất là mới quý vị nhé. Và với sự trang bị rất là nhiều những option tính năng công nghệ và những cảnh báo lệch làn và cảnh báo điểm mù, rất là nhiều những tính năng an toàn được trang bị trên chiếc xe Ford Everest quý vị nhé, với một thiết kế rất là đẹp của nhà sản xuất. Như quý vị đang quan sát từ vành hay là la răng hay lốp thì còn là nguyên bản theo xe mà còn rất là xuất sắc, rất là mới, như là từ nước sơn quý vị quan sát qua để chúng ta đánh giá qua màn ảnh quý vị nhé, cho đến đi sâu vào bên trong nội thất, từ táp lô, táp ly, cửa cho đến mọi chi tiết góc cạnh như là ghế da, vô lăng hay là mọi chi tiết góc cạnh, phím bấm, phím điều khiển trung tâm hay mọi chi tiết góc cạnh quý vị quan sát để cảm nhận về cái độ mới và cái độ giữ gìn của chiếc xe. Một anh chủ trước đi vô cùng là giữ gìn và cũng đã lên được khá là nhiều đồ so với nguyên bản của nhà sản xuất quý vị nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này thì sự tiêu hao nhiên liệu rất là hợp lý, hợp tình quý vị nhé. 9 lít cho đường trong đô thị và cũng chỉ 5 lít cho đường cao tốc thôi quý vị nhé. Một chiếc xe ăn dầu rất là ít, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhé. Và còn vô cùng là mới đấy ạ. Từ hàng ghế thứ hai hay là trần phào, mọi chi tiết góc cạnh quý vị quan sát để có một cái nhìn tổng thể trước khi qua bên em xem thực tế lái thử chiếc xe quý vị nhé. Cho đến từ phần đuôi xe đấy ạ, một thiết kế mới rất là trẻ trung mà rất là năng động mà rất là đẹp quý vị nhé. Bản Titanium 2 cầu 4 với kép đơ quý vị nhé. Và chiếc xe này thì được trang bị cốp điện rồi quý vị nhé, và mọi cái là còn rất là hoàn hảo và thật sự là một chiếc xe rất đáng xem, rất đáng mua và rất là đáng chạy quý vị nhé. Như anh chủ trước cũng đã độ lên khá là nhiều những đồ chơi và khá là nhiều những đồ theo đồ xe quý vị nhé, như là trần là được anh chủ trước độ lên một trần 6D rất là đẹp và rất là xịn sò, và mọi cái là còn nguyên bản mà còn rất là mới cho đến từ là xuất sắc quý vị nhé. Đó, đi một chút về bên phía bên phụ của chiếc xe để chúng ta trải nghiệm chiếc xe. Đó, mọi cái là còn vô cùng là hoàn hảo, vô cùng là xuất sắc quý vị nhé. Với bản Titanium 2 cầu thì quá là nhiều những tính năng an toàn và quá là nhiều những option được trang bị trên chiếc xe quý vị nhé. Đó, mời quý vị đi vào khoang máy để chúng ta đánh giá chiếc xe. Và đây là chi tiết của chiếc xe Ford Everest với km đã chạy là hơn 2 vạn km. Thì mời quý vị và các bạn xem qua để chúng ta cảm nhận đánh giá chiếc xe từ cabo hay là mọi chi tiết góc cạnh thì còn vô cùng là xuất sắc mà còn vô cùng là mới quý vị nhé. Thật sự là một chiếc xe quá mới và quá xuất sắc quý vị nhé. Và chiếc xe thì đang được chào bán bên em với mức giá chỉ là 1 tỷ 2 quý vị nhé. 1 tỷ 2 vẫn linh động một chút khi quý vị và các bạn qua xem thực tế lái thử và trải nghiệm chiếc xe quý vị nhé. Và đó là toàn bộ chi tiết của chiếc xe. Thì quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình, hoặc qua trực tiếp bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội với địa chỉ kinh doanh 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nhé. Em Trường Auto 62 xin được chào và hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ạ.